Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Tây Ninh đang hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ 3 năm 2019. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy đảng chính quyền thành phố Tây Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện vật chất, tinh thần để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Nhiều chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng ngày khởi sắc, góp phần vào sự phát triển chung thành phố. Thành phố Tây Ninh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh với diện tích tự nhiên hơn 14.000 hectare, dân số gần 131.000 người. Những năm qua, nhất là từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm và tạo điều kiện vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc được triển khai, nhờ đó cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng ngày khởi sắc. Các dự án, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả, mang lại những thay đổi tích cực cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố có 10 dân tộc thiểu số với 678 hộ, hơn 2.600 nhân khẩu, chiếm hơn 2% dân số toàn thành phố. Sống tập trung chủ yếu ở các địa bàn, dân tộc Chăm ở phường 1, Hoa ở phường 2, Tà Mung ở phường Ninh Thạnh và xã Tân Bình, Khmer ở xã Thạnh Tân. Một số dân tộc khác sống đan xen với đồng bào người Kinh như dân tộc Ấn, Mường, Thái, Châu Rò. Nhìn chung, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố ổn định và phát triển. Phần lớn người dân đều có việc làm, mức sống được nâng lên rõ rệt với 481 hộ khá, 174 hộ trung bình, 14 hộ cận nghèo và 9 hộ nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc nghèo. Đến nay, đã có 95 hộ thuộc diện thụ hưởng, 236 hộ vay chương trình nước sạch môi trường với số tiền gần 3 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động khuyến nông, người dân được hướng dẫn hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng cao, nâng dần mức sống bằng và ngang với mức trung bình của địa phương, khắc phục được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Các hoạt động lễ hội cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ, tạo nên nét văn hóa độc đáo của các dân tộc. Đến với vùng đồng bào dân tộc trong những dịp lễ Tết của họ mới cảm nhận được hết những tập tục văn hóa tín ngưỡng tôn giáo truyền thống đặc sắc của người dân nơi đây. Những buổi hành lễ truyền thống, những điệu múa, những trò chơi dân gian được đồng bào dân tộc gìn giữ bao đời trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng riêng, mang tính đoàn kết cộng đồng cao. Nhờ đó đã đẩy lùi những tập quán, hủ tục lạc hậu trong đời sống người dân, tích cực tham gia ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và tham gia xây dựng khu ấp văn hóa. Hiện thành phố có 10 trên 10 phường xã đạt tiêu chuẩn xã phường văn hóa, trong đó có phường 1, phường 2, phường Ninh Thạnh, xã Tân Bình và xã Thạnh Tân là các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhiều năm liền, giữ vững danh hiệu xã phường văn hóa. Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm thực hiện tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Kết quả năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh tiểu học và trung học cơ sở là dân tộc thiểu số lên lớp thẳng đạt 100%. Hiện có 5 giáo viên là người dân tộc thiểu số giảng dạy tại các điểm trường trên địa bàn thành phố, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp, đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các buổi tuyên truyền vận động vệ sinh phòng bệnh trong nếp sống và trong sinh hoạt, nhận thức ý thức về phòng ngừa dịch bệnh của đồng bào dân tộc được nâng lên, hạn chế tình trạng chăn nuôi gia súc gia cầm chung với khu vực nhà ở, góp phần kịp thời ngăn ngừa bùng phát các loại dịch bệnh trong vùng đồng bào dân tộc sinh sống. Các chủ trương, chính sách hỗ trợ về y tế được triển khai thực hiện kịp thời. Trong 5 năm qua, đã cấp 4.168 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.400 trường hợp với tổng số tiền 122 triệu đồng, giúp người dân tiếp cận với chính sách ưu đãi của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Với tinh thần tương thân, tương ái, công tác hỗ trợ về nhà ở và trợ cấp xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số được chính quyền các cấp và nhiều tổ chức cá nhân trong xã hội quan tâm. Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã vận động trao tặng 22 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Chính từ những căn nhà này đã trở thành động lực khởi đầu cho quá trình an cư lạc nghiệp của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc, giúp họ có cuộc sống khá hơn, ổn định hơn. Chị Lâm Thị Niệm,
người dân tộc Tà Mung ở ấp Thành Hiệp, xã Thành Tân là một điển hình. Năm 2007, chị được nhà nước hỗ trợ xây tặng căn nhà từ chương trình 134 của chính phủ. Có được nhà, cuộc sống của chị bắt đầu ổn định hơn. Năm 2016, chị tiếp tục được câu lạc bộ nữ từ thiện Tây Ninh hỗ trợ bò sinh sản để gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. So với nhiều người, có thể cuộc sống của chị không khá giả, nhưng cũng gọi là vừa đủ sống để chị trang trải sinh hoạt hàng ngày và chăm lo cho đứa con bị bệnh. Không chỉ vậy, chị còn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Tà Mung, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Hiện chị Niệm là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Tân, chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Thành Hiệp và là tổ trưởng tổ tự quản ở ấp. Từ những thông tin kiến thức qua những buổi dự hội nghị sinh hoạt, chị mang về tuyên truyền trong cộng đồng dân tộc mình để mọi người hiểu và thực hiện. Từ ngày mà nhà nước hỗ trợ thì cho nhà và cho bò thì thấy gia đình cũng đỡ được, khấm khá được lên cũng phần nào, thì giờ cũng yên tâm để mà lo sinh sống hàng ngày thôi, không có lo những nhà rách nữa. Giờ cũng là có bò rồi, cũng để cho sinh sản, đằng sau này mình nối tiếp để cuộc sống của mình được ổn định. Cái động lực mà tôi muốn tham gia để mà với địa phương các cấp đó, thì thay vì tôi cũng như ở đây là tôi thay mặt cho người dân tộc tôi, tại vì người dân tộc tôi dốt nát không hiểu biết những cái tâm tư của nhà đảng và nhà nước, thành thử ta tôi sức cái thân tôi ra để tôi học hiểu, tôi biết về, tôi phổ biến cho hội viên tôi và bà con tôi được hiểu, nắm bắt cái thông tin đó, đặng biết cái chỗ nào mà làm được, làm không được, để cho càng ngày càng được khấm khá mừng ăn tiến tới. Những năm gần đây, hòa vào sự phát triển chung của đô thị thành phố, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường trong khu dân cư của đồng bào dân tộc sinh sống được nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, giúp người dân đi lại thuận tiện và tạo bộ mặt cho đô thị nông thôn thành phố càng khang trang hơn. Tính đến năm 2018, có 365 hẻm trên địa bàn của 7 phường được bê tông hóa, nhựa hóa, đạt tỷ lệ hơn 68%. 81 đường giao thông ngoại thành ở 3 xã được nhựa hóa, phúng hóa, đạt tỷ lệ hơn 69%. Cùng với việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, thành phố cũng quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số ở các cấp. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 6 cán bộ công chức viên chức là dân tộc thiểu số đang công tác tại các tổ chức đảng chính quyền trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã phát triển 8 đảng viên, 718 đoàn viên, hội viên và 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân là người dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận động, tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc mình. Anh Cao Văn Thương, người dân tộc Khmer, hiện là công chức tư pháp hộ tịch phường Ninh Thạnh, có 6 năm công tác tại phường. Tuy bước đầu có những khó khăn nhất định về giao tiếp, nhưng với tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cùng sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, anh cũng được lãnh đạo phường Ninh Thạnh tạo mọi điều kiện để phát triển công việc. Bằng sự rèn luyện và nỗ lực vươn lên của bản thân, đến nay, anh đã có 4 năm vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Bản thân công tác từ năm 2013 đến nay, rồi trong quá trình công tác thì được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác học tập. Thứ nhất là về tập huấn công tác chuyên môn về lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Sau đó được đưa đi học lớp cái sơ cấp chính trị. Tiếp tục được học cái lớp trung cấp chính trị. Và bản thân được kết nạp đảng vào năm 2016. Thì trong công tác thì được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cho nên bản thân luôn luôn là tiến lên và nghiên cứu rồi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực tự cải thiện và nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc được khen thưởng trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân, công nhận 12 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 23 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến là người dân tộc thiểu số. 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích đóng góp trong việc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số thành phố Tây Ninh. Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố, có thể thấy các chính sách dân tộc đã góp phần rất lớn vào sự phát triển các mặt đời sống của đồng bào người dân tộc. Nhờ đó, người dân tộc càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào cuộc vận động,
Từ những định hướng đúng đắn của Đảng, sự tích cực của nhà nước cùng với những nỗ lực của chính người dân đã góp phần thay đổi bộ mặt đời sống của bà con dân tộc thiểu số thành phố. Tin rằng với sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương và nhân dân, các chính sách của Đảng, nhà nước sẽ đến gần hơn nữa với đời sống đồng bào dân tộc, là cơ sở vững chắc để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành phố Tây Ninh ngày càng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đạt đô thị loại 2 trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng phóng sự vừa rồi cũng đã giúp quý vị và các bạn có cái nhìn khái quát hơn trong công tác thực hiện chính sách dân tộc cùng những kết quả đạt được của thành phố trong 5 năm qua. Với chủ đề Đại hội, các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, tin rằng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ 3 năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp, là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng, là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển,